các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, giải khát trên địa bàn thành phố Đông Hà trong điều kiện đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch thì được phép hoạt động tại chỗ trở lại từ 19 giờ tối nay 24 tháng 5. Đó là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị, Hoàng Nam, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều nay. Tại Quảng Trị, tính đến ngày 24 tháng 5 năm 2021, ghi nhận 6 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng có liên quan đến ổ dịch của Đà Nẵng. Trong đó, bệnh nhân 2914 có kết quả xét nghiệm 5 lần âm tính và đã xuất viện ngày 23 tháng 5 năm 2021. 5 ca bệnh đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi. Có 1 bệnh nhân âm tính lần 2 và 4 bệnh nhân âm tính lần 1. 120 trường hợp F1 đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 đến ngày 24 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn không ghi nhận ca mắc mới. Hiện có 12 trường hợp đang được cách ly tại các cơ sở y tế, 227 người cách ly tập trung và 611 người cách ly tại nhà. Tại cuộc họp này, ngành y tế và các địa phương đã báo cáo thêm về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kết quả điều tra, truy vết các F, thực hiện yêu cầu 5K và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, kiến nghị kết thúc phong tỏa tại 2 điểm của thành phố Đông Hà, kết thúc giãn cách xã hội toàn bộ xã Húc, huyện Hướng Hóa. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh khẳng định, đến thời điểm này, Quảng Trị đang kiểm soát rất tốt tình hình diễn biến của dịch bệnh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn là tỉnh nằm trong nhóm có nguy cơ đối với dịch bệnh. Đặc biệt là trong điều kiện sau ngày 30 tháng 5, chúng ta sẽ kết thúc thời hạn cấm nhập cảnh. Chính vì vậy, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 vẫn đang rất lớn. Do đó, các địa phương, các cấp ngành và cả người dân không thể lơ là chủ quan. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam quyết định triển khai thực hiện chỉ thị 19 trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm việc không tập trung quá 20 người ngoài phạm vi công sở, người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, thống nhất dỡ bỏ phong tỏa 2 khu vực phong tỏa cách ly tạm thời trên địa bàn phường 3 thành phố Đông Hà, dỡ bỏ việc thực hiện chỉ thị 16 trên địa bàn thôn Vạn Ri và chỉ thị 15 trên địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa vào lúc 19 giờ tối nay 24 tháng 5. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung quá 30 người. Nếu buộc phải tổ chức thì trưởng cơ quan đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm. Đối với quán cà phê, giải khát, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Đông Hà, trong điều kiện đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, bàn cách bàn tối thiểu 1 mét thì được phép hoạt động tại chỗ trở lại từ 19 giờ tối nay. Các hoạt động dạy và học, các trung tâm năng khiếu, tư vấn du học được phép quay trở lại hoạt động. Đồng chí Hoàng Nam nhấn mạnh, khai báo y tế vẫn là điểm mấu chốt của mấu chốt trong khâu phòng chống dịch. Các địa phương, các ngành phải đảm bảo giám sát, theo dõi chặt chẽ các công dân trở về từ vùng có dịch và khai báo y tế chính xác. Các chốt chặn của lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo hoạt động 24/24 giờ để kiểm soát chặt số lượng người từ các tỉnh thành khác đi vào Quảng Trị.